Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay buổi sáng sớm ngày nghỉ, đưa mọi người đi ra một cái tiệm giặt ủi ở bên Nhật Bản. Đi theo chân anh Thưởng, người mới đến làm ở mình ấy. Đi ra tiệm mang chăn ra ngoài tiệm đi giặt. Đây anh Thưởng đạp xe phía trước đây, đang chở chăn đi ra đây. Mình ở đây đến Nhật, từ lúc đến Nhật đến giờ chưa bao giờ mình đem một cái chăn ra ngoài tiệm mình giặt. Thì hôm nay mình đi ra đây để xem giặt đồ chăn màn ở tiệm như thế nào, thì mình quay cái tiệm này luôn. Rồi giới thiệu cho mọi người xem. Sang Nhật thì chỉ có xe đạp, cống đít lên mà đạp thôi, chứ nhà nào có điều kiện hơn thì người nào, anh em nào có điều kiện hơn thì đi ô tô hoặc xe máy thôi. Còn sáng đây thì đạp xe là chính nhất. Anh em đạp xe cũng gần tới nơi đây rồi mọi người, cũng gần nhà chỗ mình đang sống thôi, ở tiệm ở bên đường này, chăn đi buộc cho xe đạp vậy đấy. Đạp tới bên luôn. Đấy, tiệm giặt ở bên này, người ta cũng đang giặt rồi, mình sáng để sang đường đấy. Cửa hàng giặt ủi đây mọi người, Family Laundry ở Konrandori. Mình đi vào trong, cái này mở từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Nhân viên cũng lau chỗ đây. Mày này như thế nào? Anh ấy giặt mày gì? Giặt mày nào? Ở trong một số loại mày đấy, mày công suất lớn này. Đáy cây này. Cái này giặt thì xây khô luôn mọi người. Family Laundry. Rồi đây mình thấy có giặt tiền ghi rồi, cái máy to này. Đây 60 phút 1 sen 4 này, 50 phút 1 sen 3, 30 phút 1 sen 1. Cái này giặt thì xây luôn, 15 cân. Là 50 phút 1 sen 3 này. Ở cái này cũng giặt xây luôn, 22 cân 60 phút 1 sen 4 này. Đấy, rồi bên này thì chỉ có giặt không này. Chỉ có giặt không 32 cân thì 30 phút 1 sen 1 này. Rồi cái này chỉ xây không ấy, là 22 cân là 8 phút 100 yên này. Ở đây thì dùng toàn bộ là dùng bằng tiền xu hết mọi người. Dùng tiền xu. Hình như là có mày đổi tiền xu đấy. Đây. Có mày đổi tiền xu này. Mình cho tiền dây vào một sen chẳng hạn thì sẽ đổi ra từ 500 yên đến 100 yên trở lên. Đấy, mày đổi tiền đây. Nên cho tiền vào đây này. Và tiền xu sẽ ra đây thì phải. Ở bên này mày người ta cũng đang giặt rất là nhiều. Có cái tiệm rất là sạch sẽ. Giặt cho cái bàn mà người ta xếp rồi cũng có giỏ đẩy ra xe đấy. Đây này. Bàn này. Có ghế ngồi nghỉ, bồn rửa tay này. Anh giặt đi. Anh giặt em xem giặt như thế nào đó. Giờ chưa biết giặt á? Từ từ xem giặt sấy khô quần áo. Sấy khô luôn á, sấy khô thì đấy. Cái này đúng không? Cái này cả giặt cả sấy khô mình bốn khoảng bao nhiêu cân, có cần cân trước không? Cái kia một cái chăn. Một cái chăn với một cái gối này cũng biết. Có cần hỏi nhân viên không? Hỏi nhân viên á? いくらでも入っちゃうけど。はい。うん。cho vào, anh cho vào, cho vào nó hình như là nó biết đấy. あ。大丈夫みたいだね。2回?
đây. Rồi rồi đóng cửa vào là hình như nó biết mày nó vào thì phải. これ。カチンとなるまでね。はい。そして全部入ってます。お金だけ入れれば大丈夫。はい。あ、どこのコースだか。選択とか。感想、はい。じゃあ、バンバン入れる。免許コーナーや担保。800円。800円。あそこで両替して。ここで注射。で、注射で、で、注射はね。はい。 Ở đây chỉ đổi cái cô một tiền một sen thôi mọi người, người ta ghi ở đây một sen này, đổi được một sen thôi, đổi ra tiền xu, đấy, người ta đổi ra tiền xu ở đây này, còn 100 yên, đồng tiền xu, đấy, một sen, rồi cho lại dấu mày đang để giặt đấy, thì anh Thường giặt ở đây thì cô cả giặt với lại xây luôn đấy, 4 cân này, bơm nụt đây rồi. Rồi mình cho tiền vào đây. 7 cái này. Đạt. Rồi thì vậy. À 7 à. Ốt. Đấy, tam ra miên nó bắt đầu giặt này. Nó cũng bao giờ giặt luôn này. À, 50 phút đây. Nó chạy đây. 49 phút bao nhiêu giây đấy. Rồi mình ngồi đợi thôi. Cái này chỉ dùng tiền xu tiền đấy. Ở bên này là cái khu toàn bộ máy giặt nè mọi người, cả giặt cả xây này, 32 cân lên 22 cân. Đây có là máy to và loại máy nhỏ này, cả này thì 22 cân lên 15 cân này. Ở bên này là khu giặt này, ở bên này là toàn bộ máy xây, máy xây không mọi người, cho mọi người xem cái lồng xây này. Đấy, nó đang nông lắm. Thì ở bên khu máy xây này thì có máy xây loại 25 cân là đơn này. Đây máy bán số kỳ đây. Rồi một loại nhỏ hơn thì mới đưa 1 cân đấy. Người ta cũng đang xây đây này. Xây cố. Rồi cũng chạy trên suối mọi người ở đây. Xây thì ra sẽ 100 yên này. 100 yên là 12 phút. 12 phút đã xây khô rồi. Mình về là mình mặc luôn đấy. Mình cũng thấy có cả cái ghế massage mình ngồi nghỉ đợi lấy đồ ấy. Giặt 50 phút đây này. À, cái này thì ghi ở đây người ta có ghi là 15 phút thư giãn đây, có ghi cái ghi mặt sàn. Đây hiện đại này. 15 phút là 200 yên. Đây. Để cho tiền xu, nếu mà mình không có tiền xu thì mình có thể đổi ở đâu này. Đây mày mặt sàn. Người ta cũng có hướng dẫn ở đây này, bảng điều khiển này, bảng điều khiển của cái máy massage. Đây có một cái máy cũng giặt giấy luôn mọi người này, cứ chữ Canso này, đây cứ chữ Arai này. Thì ở bên dưới cái máy này thì là giặt đây này, máy giặt giấy, sneaker, giày thể thao hoặc là giày thể dục gì đấy. Đây một số loại giày đây, giày người lớn, giày trẻ em này, thì dường như là một đôi 200 yên như vậy, một đôi 200 yên. Thì giặt xong thì mình có cái máy xây ở đây đó mọi người, xây ở đây thì cũng xây là 100 yên, thêm 100 yên nữa 20 phút. Đây mình toàn bộ là dùng tiền xu hết mọi người, ở trong cái máy lò xây đây mọi người. Đây, mình cho cái giày vào đây này. Đấy. Giặt ở phía dưới giống cho lên đây. Nó xây luôn đấy. Xem cái lồng nó xoay ở đó. Đây. Xem cái lồng mày ở đó mà. Đây.
mà giặt công nghiệp vẫn còn non lắm, cái này cả xây luôn đấy. Rồi ở đây mấy cái máy thì mình đây là mình không cần phải mang đồ giặt, nước giặt gì lên đâu. Ở trong máy thì người ta sẽ tự động cho vào luôn này. Bên dài là số của tổ dài Zido Tonil Sarimat này. Nó sẽ tự động có nước giặt, nước xả gì đây, nó cho vào, tự động cho vào trong máy luôn. Đấy, cái lồng này để nhỏ hơn. 4 cân này. Cái này 4 cân này. Tự động thêm. Ôi, à. Đang đem chăn đi ô tô đến giặt đấy. Một mình thì con cũng ô tô nhưng mà chạy bằng cơm. Hai con ô tô đây. Không tắt điện đi được rồi. Hình như là tắt được cái vật đấy. Anh tưởng đem đồ giặt đấy nhưng mà không cần phải không cần phải cho vào máy. Ở trong người ta cung cấp cả. Đây hai anh em đi ra ngoài đợi mấy đang còn khoảng 40 phút hai anh em ra cái bắn nước tự động. Anh em đi uống nước. Ở đây thì ngôi trường cấp 2 này. Đây cấp 5. Ở đường phố đây. Cái này cũng không phải phố đấy, mà mình đang ở quê. Sạch nha. Nhìn không khí nó trong lành thật ạ. Mình sông kiểu này sông 200 năm. Chấm cái cảnh đấy vậy. Được. Này mua nước cho nhân viên uống. Anh uống được gì? Em uống được dưa dừa này. Dưa dừa này ngon ạ. Anh uống được gì? Ichigo. Ichigo đâu? Trên đỉnh. Trên đỉnh đó. Đấy, ông chủ mua nước cho nhân viên uống. Chết, ông chủ chết đấy. Ôi, chết chú đâu. Trả lại chết chú đi ông. Có nhiều người người ta quên cái tên lấy cái tên chú này. Cho nên là để ý những cái tiệm bán hàng tự động á. Mà mình gạt, mình gạt trước. Mình này cuối cùng mình được đến. Anh em đi vào một cái chỗ này, cái bệnh viện ở khu vực mình đấy. Thì vào đây ngồi uống nước. Đợi máy giặt xong. Ở đây cũng có cái bia. Không biết cái bia gì đấy. Ai học tiếng Nhật thì đọc cái này. Rồi một vài cái đồ người ta cho trẻ em chơi ấy. Cầu trượt này. Chỗ này thì có cái mai nhà nghỉ ngồi uống nước. Hai anh em ngồi đấy uống nước. Kiểu mùi trà với mùi chanh rất dữ. Cái này bệnh viện nhà em đi khám đấy mà. Toàn đi chinh nhưng mà cô ra bệnh viện ở bên này, trung tâm phúc lợi này, cái phúc học luôn. Còn nhà em đi khám lần không phải là ở hồi ở công ty cũ, là đi khám ở đấy. Vừa tòa thì chỉnh vừa ấy luôn. Ở bên này đây. Đúng không? Hai anh em đặt đồ cũng xong rồi này. Bây giờ không dây nữa. Cái này sấy khô luôn. Khô? Sấy khô luôn. Khô luôn hả?
Ôi. Cái này về phôi khoang nữa là xây cố luôn. Đúng không? Nha, hai anh em đi ra về đây mọi người. Nếu mà tra trên map hoặc là ấy, mọi người có thể tìm Coin Randori hoặc là Family Law Drive. Nhưng anh thì học mấy năm giờ cũng nói như vô Coin Randori hoặc Family Law Drive thì mọi người tra rồi đến tiệm giặt thử xem một lần. Mình thì chắc là vẫn sử dụng máy giặt chạy bằng cơm ở nhà thôi. Về đi phơi chăn, hình như là hơi cái vần còn em tây. Cái đây không phải xây khô loại A đâu. Đang cho cái máy giặt đấy hơi nhỏ. Hơi nhỏ đúng không? Sau khả năng nếu mà mình đi giặt thì mình chỉ giặt thôi, xong rồi mang sang phía bên kia sấy cũng hợp lý, nhưng mà xem số tiền nó như thế nào. Nếu mà giặt có 30 phút kia thì mình phải xem mình cắn cái tiền cho nó hợp lý nữa, chứ không phải là giặt không thôi. Ví dụ ở bên này giặt với lại đem qua bên kia sấy, nó tiền nó so với lại là cả giặt cả sấy thì nó như thế nào? Giờ hai anh em cũng đạp xe về để đi về phơi chăn đây mọi người. Đi giặt rồi giờ về đi phơi. Bước chân sang Nhật rồi, hôm nay cũng đi lần đầu tiên đi ra cái tiệm giặt. Rồi cũng biết được thêm cửa hàng giặt là ở Nhật rồi. Mình cũng dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.